Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ cho các con vật ra ăn cỏ các bạn ơi. Rất nhiều các con vật của mình, như con ngựa này, con bò, con trâu, các bạn ấy rất thích ăn cỏ, kể cả bạn thỏ nữa nha. Đầu tiên chúng mình sẽ cho các bạn bò sữa này. Bạn bò sữa màu hồng nha. Bạn bò sữa, chúng mình sẽ cho bạn trâu. Bạn trâu đi chơi và ăn cỏ luôn. Bạn trâu đang ăn cỏ các bạn nha. Bạn trâu sẽ đứng đây. Chúng mình sẽ cho bạn ngựa này. Ngựa đi ăn cỏ. Ngựa ra ăn cỏ tiếp nha. Chúng mình sẽ chơi với bạn voi nào. Bạn voi đang ăn cỏ các bạn ơi. Bạn voi này. Bạn voi đứng ở đây. Bây giờ chúng mình sẽ cho bạn thỏ nhá. Thả bạn thỏ vào đây này.